Chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại channel của Thi Phạm. Và dành cho những bạn lần đầu xem video của Thi, thì Thi xin tự giới thiệu. Thi là du sinh từng túc qua Úc từ năm 18 tuổi, khởi đầu từ con số 0. Và sau 5 năm tốt nghiệp đại học thì tài khoản có dư hơn 1 tỷ. Và sau 4 năm thì kiếm lời được gấp 5-6 lần số đó. Tới khi có quyết định Úc rồi thì Thi quay trở về Việt Nam để xây dựng startup như hiện tại. Dự án này có tên là Nhiệm Vụ, là một công cụ để các bạn kiếm việc làm, tìm cơ hội để phát triển nghề nghiệp. Song song với đó thì Ti sẽ làm những video trên YouTube hay Facebook để bổ sung kiến thức cũng như là trả lời những thắc mắc của các bạn. Thường thì chủ đề của Ti hay nói đó là kiếm tiền, kiếm việc làm, công nghệ mới, đặc biệt là đầu tư ra nước ngoài. Cho nên nếu các bạn xem clip mà không hiểu đoạn nào thì hãy dừng lại ngay và đặt câu hỏi bên phần comment bên dưới nhé. Quay trở lại video clip này thì Ti sẽ chia sẻ với các bạn 5 kỹ năng mà theo kinh nghiệm của Ti thì nó sẽ rất hữu dụng cho các bạn trẻ nếu như các bạn tập trung phát triển chúng từ sớm, càng sớm càng tốt. Kỹ năng đầu tiên đó là tiếng Anh. Thực sự kinh tế văn hóa Việt Nam bây giờ đã hội nhập rất sâu vào kinh tế văn hóa của thế giới. Càng ngày thì càng có nhiều du khách phương Tây sang Việt Nam để du lịch cũng như là đầu tư và làm ăn. Thế hệ 9X thì rõ ràng là tiếng Anh đã khá hơn thế hệ 8X rồi, và mấy em 10X sau này là rõ ràng tiếng Anh còn tốt hơn nhiều nữa. Tức là trong tương lai là số lượng cái người Việt có thể nói được tiếng Anh trôi chảy sẽ tăng lên, thì việc nói tiếng Anh không còn là một lợi thế nữa mà coi như là điều hiển nhiên rồi. Tại vì ai cũng khá tiếng Anh hết, thì nếu mà mình chưa nói đến cái việc là nói tiếng Anh trôi chảy như người bản xứ nha, chỉ cần là giao tiếp cơ bản thôi thì hiện tại nó đã tốt hơn thế hệ trước là khá nhiều rồi, thì thế hệ càng về sau thì sẽ càng tốt hơn nữa. Cho nên nếu như là tiếng Anh của các bạn kém ở cái thời điểm này thì coi như là các bạn chịu thiệt thòi, nên các bạn phải mau chuẩn bị rèn luyện và trao đổi Anh ngữ đi là vừa. Tiếng Anh bây giờ là bắt buộc rồi, không biết nhiều thì cũng phải biết ít. Kỹ năng thứ hai đó là giao tiếp. Thật sự là khi mình còn là học sinh thì mình rất là ngại giao tiếp hay là nói chuyện với người lạ. 12 năm học phổ thông thì năm nào là thầy cô chủ nhiệm cũng đều ghi lời phê là rất là thụ động, hiền quá, cần siêng năng phát biểu, xây dựng bài. Sau khi đi du học thì thời gian đầu mình còn ngại giao tiếp, dám ai hơn nữa. Tại vì tiếng Anh mình kém mà, nói tiếng Việt có khi còn nhát nữa thì nó thú chi là nói tiếng Anh, và nó cướp đi khá nhiều cơ hội phát triển bản thân của mình. Thực sự lúc mình còn trẻ thì bạn không nhận ra được cái giao tiếp nó quan trọng như thế nào đâu. Tới khi bạn ra đời va chạm, đi làm xin tăng lương thì bạn mới thấy là cái việc tự tin trong giao tiếp nó sẽ giúp cơ hội kiếm việc, kiếm tiền của bạn tăng lên rất là nhiều, có thêm nhiều mối quan hệ trong xã hội cũng như là giúp bạn có thêm nhiều cơ hội làm ăn hơn. Và để cải thiện cái kỹ năng này thì chỉ có một cách duy nhất là bạn mạnh dạn ra đường giao tiếp thôi. Đừng ngại. Được một cái là hồi đó mình đi du học cho nên là mình bị rớt vào cái hoàn cảnh bắt buộc là phải giao tiếp để có thể tồn tại được bên xứ người. Cái này thì không có hoàn cảnh thì các bạn phải dùng ý thức thôi. Giao tiếp là một cái bản năng của con người. Bạn đi chơi thật là nhiều lên, siêng năng thể hiện cái ý kiến của bản thân, từ từ bạn sẽ dạn dĩ lên và tự tin lên, cải thiện lại cái kỹ năng giao tiếp của mình. Thiếu cái kỹ năng giao tiếp cũng là một thiệt thòi đó nha. Cái kỹ năng thứ ba đó là bán hàng online. Đừng nghĩ là mình là dân kỹ thuật hay là dân văn phòng là không phù hợp với cái nghề buôn bán. Người ta nói là vô phương bất phú. Mình thú thực là kiếm được khá nhiều tiền nhờ là bán hàng online. Kỹ thuật thì nó hơi khác bây giờ một tí xíu, tại vì mình bắt đầu trên mạng từ năm 2010. Lúc đó thì chưa có livestream như bây giờ đâu. Và các bạn cũng không nhất thiết là phải có vốn lớn có thể làm buôn bán online. Ở Việt Nam thì các bạn có thể chọn những cái cách như là bán hàng affiliate for cho những cái thương hiệu lớn, hay là tham gia những cái đội nhóm bán hàng để họ có thể đào tạo bạn trở thành người bán hàng. Thường thì dễ dính mấy em ra cái cấp lắm, nhưng mà thôi kệ, phải thử thôi, đừng ngại. Riêng mình thì mình tự cái bỏ vốn ra khi mà mình đi làm để tiết kiệm á, rồi mình bán online. Nhưng cái này thì còn tùy duyên nữa. Thương mại điện tử chắc chắn là xu thế của tương lai rồi. Kỹ năng dù ít hay nhiều cũng đều giúp ích cho bạn trong tương lai. Nhớ là các doanh nghiệp bây giờ đều đã dần chuyển đổi cái mô hình sang kinh doanh online, cho nên là các bạn phải mau thực hành thôi. Kỹ năng thứ tư là tự học. Đây có thể xem là cách thức học tập tốt nhất có thể theo bạn suốt đời. Ngay cả khi mà bạn đã bỏ ra số tiền rất là lớn để đi du học thì bên này cái trường đại học cũng khuyến khích bạn tự học. Cái cách dạy của họ bên này là sẽ khiến sinh viên phải thu lượm thêm kiến thức từ rất là nhiều nguồn khác nhau, trên mạng, trên internet, để thì mới có thể làm bài kiểm tra được. Chưa kể kiến thức của trường học bây giờ rất mong lỗ thời, nên buộc bạn phải buộc update những kiến thức mới. Cách tốt nhất là đọc sách, cập nhật thông tin trên mạng, trên báo chí, hoặc là học hỏi kinh nghiệm khi mà bạn đi làm. Thực sự mà nói thì những số tiền mà mình đã kiếm được trong quá khứ nó đến từ quá trình tự học chính, chứ cũng không có trường lớp đào tạo nào cả. Bạn có thể học ở đâu là bạn có thể lên trên YouTube hay là trên Facebook những video clip mà có rất là nhiều người họ có những kinh nghiệm kiếm tiền đó, rồi họ sẽ chia sẻ cho các bạn. Dĩ nhiên là mỗi người sẽ có một cái cách, một cái góc nhìn khác nhau. Rõ ràng là hoàn cảnh mỗi người không bao giờ giống nhau cả, cho nên là bạn sẽ phải coi, có thể là họ không nói sai, nhưng mà đôi khi là những kiến thức của họ nó sẽ không phù hợp với bạn, hoặc là nó có sẽ phù hợp với những người khác. Cho nên bạn xem, sau đó bạn chắt lọc những kiến thức đó ra. Điều quan trọng là sau khi bạn có kiến thức rồi, bạn phải làm, bạn làm rồi bạn mới coi cái lượng kiến thức đó nó có đúng với mình hay không. Rồi theo thời gian mà chắt lọc từ từ thì bạn sẽ có được cái kinh nghiệm. Cái đó gọi là tự học đó, tự học rồi tự làm. Kỹ năng thứ năm đó là quản lý tiền. Đây là phần quan trọng nhất mà nhiều người trẻ không quan tâm. Có một số người nói là không có tiền cũng có thể làm được tiền, nhưng mình nghĩ thực sự là không đúng. Có thể đây chỉ là câu nói gây sốc để marketing thôi.
làm thương hiệu mà. Chứ thực sự mình nghĩ là mấy người này thừa biết là phải có tiền mới làm được tiền. Bây giờ làm gì cũng phải có tiền hết á. Bạn đâu có thể nào mà cứ nhờ người khác giúp cho lúc không cho mình được. Còn nếu mà không chịu bỏ tiền ra thì bạn phải bỏ những cái khác. Đôi khi mấy cái mà bỏ ra giá trị còn cao hơn là tiền đó, mà tại là bạn không biết thôi. Thà bỏ tiền ra một con số cụ thể, mình có thể biết được chính xác là mình mất cái gì, được cái gì trong khoảng thời gian nào, ở hoàn cảnh nào. Và như vậy thì việc quản lý tiền bạc nó sẽ rất là quan trọng. Sự thật thì mình đã học cái cách quản lý tiền cá nhân từ lúc mà 7-8 tuổi rồi. Mình được ba mẹ mua cho mình một con heo, mình đã dành tiền ánh sáng trong đó. Hồi đó là còn có bụng là 10.000 ánh sáng, mình sẽ bỏ ra 5.000 để dành 5.000 tiền lì xì được bỏ đó, rồi phải lên kế hoạch là tính toán xem là một năm khả năng mình có thể dễ dành được bao nhiêu tiền, rồi số tiền đó mình sẽ có thể mua được cái món nào. Cái món nào mắc tiền thì chỉ mua được một thôi, còn nếu còn khi không mua được á thì còn lại những cái món nào rẻ rẻ giá rẻ thì mình có thể mua được nhiều. Nhưng mà liệu nó có cần thiết hay không, hay nếu là thiếu tiền thì phải để dành tiếp. Tại hồi nhỏ thì thu nhập mình duy nhất của mình đó là tiền ánh sáng với là tiền lì xì thôi. Được một cái là mình không đòi hỏi là bố mẹ mua cho mình đồ chơi. Sau này khi đi làm thì quỹ tài chính của mình tăng lên, nhưng mà cái bài học chi tiêu theo mình từ nhỏ rồi, cũng cái cách tính đó mình hoạch định là sẽ mua cái gì, làm cái gì, đầu tư cái gì. Bạn phải tập thôi, tích tiểu thành đại. Nhiều bạn mới đi làm mà được tí lương là thấy ít là nghĩ nó không làm được gì để đem xài hết, điều đó là không đúng. Mình đã để dành từ cái thời 500.000, 1.000 đồng từ khi còn nhỏ cơ. Chứ mình hiểu được cái số tiền nhỏ đó nó vẫn sẽ có ích trong một số trường hợp. Bạn phải tiết kiệm, có hoạch định, có kế hoạch chi tiêu. Tại vì bây giờ bạn tiền ít mà không quản lý được thì tới khi mà ai đó giao cho bạn một cục tiền lớn, làm sao bạn quản lý? Bay ngay cho vòng một rốt nhạc thôi. Quản lý tiền bạc cá nhân là bắt buộc, phải giỏi rồi mới thành công. Tập càng sớm càng tốt. Vậy thôi đó, video này mình chỉ chia sẻ vậy thôi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy bấm like và share kênh của mình. Còn nếu thấy không hay thì bấm subscribe hay follow mình để chờ xem những video khác. Có thể clip này kiến thức nó chưa đủ hấp dẫn, cứ toàn nói lại những kiến thức cũ, chưa đã đối với bạn. Thì mình mong là các bạn hãy đặt câu hỏi cho mình ngay ở bên dưới. Mình sống ở nước ngoài lâu rồi mà, có nhiều kinh nghiệm có thể là bạn chưa biết, hay có thể là mình chưa dò ra đúng cái trend của bạn thôi. Cho nên đừng ngại tương tác nha. Còn bây giờ thì nhạc lên nào.